xu hướng sử dụng máy cắt cỏ hiện nay từ máy nhỏ chuyển dịch sang máy lớn rất là nhiều. Hiệu quả của những dòng máy công suất lớn thì chúng ta không phải bàn cãi rồi. Tuy nhiên nó có một nhược điểm: kích thước lớn, trọng lượng lớn khiến cho người các bạn đau ê ẩm sau khi sử dụng. Rất nhiều gia đình hạnh phúc tan vỡ, vợ chồng xào xáo cáu bẩn với nhau chỉ vì anh chồng sau một ngày làm việc với những chiếc máy cắt cỏ lớn đó đau người ê ẩm. Về đến nhà chị vợ lại đòi trả bài, anh chồng thì chỉ muốn ngủ thôi. Chính vì vậy vợ chồng cãi nhau bức xúc tan vỡ, thậm chí là ly hôn. Nếu các bạn muốn cứu vãn hạnh phúc gia đình thì hãy sử dụng những dòng dây đeo hai vai giúp cho các bạn đỡ đau người hơn khi sử dụng những cái máy cắt cỏ lớn. Dây đeo này thì chất lượng cực kỳ tốt, và miếng trắng của nó dày nhá các bạn nhá. Cái phần đệm của nó này rất là êm ái nhá, làm hoàn thiện và chỉnh chu. Miếng kết nối giữa các loại dây với nhau này. Quả chốt này thì không phải bàn về độ chất à. Móc này thì chỉ có hết nước chấm thôi. Đặc biệt hơn là giá cực kỳ rẻ nhá. Giá của nó chỉ ngang với những cái loại dây đeo rẻ tiền đang bán trên thị trường mà thôi.